Xin chào toàn thể các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sơ chế củ sâm cau. Cái củ sâm cau này có tác dụng rất tốt cho sức khỏe như bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, cường ngân cốt. Đây là cái củ sâm cau. Đây. Cái củ sâm cau các bạn nhìn này, nó như thế này. Bạn nào mà chưa biết cái củ sâm cau nó như thế nào thì mời các bạn nhìn đây. Đây là hai củ sâm cau, một củ đã sạch, nó màu đỏ tươi như thế này, và một củ chưa sạch, nó vẫn còn màu đất như thế này. Đấy, màu đất nó vẫn còn bám trên cái thân của cái củ sâm cau. Dao này cạo qua. Đó, cạo rồi xong nó sẽ xuất hiện cái màu đỏ, các bạn nhìn. Nó sẽ xuất hiện cái màu đỏ. Đây. Các bạn chú ý là đừng cạo hết cái màu đỏ này. Bởi vì là cái màu đỏ này khi mà chúng ta ngâm vào bình rượu nó rất đẹp và nó cũng có một phần tác dụng rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Cho nên là chúng ta không được cạo hết cái màu đỏ đi. Đấy, chúng ta cạo hết cái đất này đi, cái đất bên ngoài, bám bên ngoài. Do tuổi đời của cái củ sâm cau này nó rất là lâu, hàng chục năm, cho nên là nó rất nhiều đất bấu ở bên ngoài. Đất này rất là khó rửa, chúng ta có thể cạo đi nó sẽ sạch. Đấy, nó sẽ xuất hiện cái màu đỏ này. Các bạn chú ý là không được cạo hết cái màu đỏ này. Và chúng ta tiến hành sơ chế thật sạch sẽ. Chúng ta rửa thật sạch để đảm bảo chúng ta có một bình rượu được vệ sinh an toàn và rất tốt. Đây là cái bình rượu để mình chuẩn bị ngâm sâm cau. Để đảm bảo an toàn thì các bạn có thể rửa lại bằng nước ấm, nước mà mình có thể dùng để tắm được ấy, một lần, và rửa lại bằng rượu trắng một lần. Sau các bạn đổ đi, vớt lên để ráo, rồi các bạn đút vào cái bình. Các bạn chú ý là với cái bình để ngâm rượu sâm cau thì các bạn có thể dùng bình thủy tinh hoặc bình nhựa. Khi các bạn rửa sạch đi thì nó đỏ như thế này. Đấy, vỏ nó đỏ như thế này. Các bạn xếp đứng như thế này. Đấy, các bạn ấn chặt vào. Đấy, xếp đứng như thế này. Đấy. Thì khi mà các bạn nhìn cái bình rượu này nó rất là đẹp. Và khi mà xếp đứng này chúng ta mới xếp được nhiều. Cái củ sâm cau nó, ví dụ cái thân của sâm cau là nó bằng cái chiều dài của cái bình thì nó mới được nhiều, nó mới đẹp. Nhìn cái bình rượu nó bắt mắt. Cái sâm cau này nó có tác dụng rất tốt cho những người bị một số cái chứng như là yếu sinh lý. Đó. Các bạn có thể nhét nó chặt vào. Một các bạn chú ý là rượu để ngâm sâm cau là các bạn lấy rượu nồng độ từ 40 đến 45 độ. Và là rượu gạo, rượu nếp hay rượu tẻ cũng được. Thì với cái nồng độ rượu như thế thì mới đảm bảo cái việc là cái chất ở cái củ sâm cau là tiết ra hết. Nếu mà các bạn lấy rượu nhẹ quá thì nó cái chất nó sẽ không tiết ra hết, nó sẽ không đảm bảo cho một cái bình rượu rất là tốt. Mà cái củ sâm cau này chúng ta ngâm sau 3 tháng chúng ta có thể sử dụng được. Với tỷ lệ ngâm thì 1 kg sâm cau các bạn có thể ngâm được 5 đến 6 lít rượu. Đó là cái tỷ lệ tốt nhất để các bạn có thể có một bình rượu sâm cau. Khi mà uống rượu sâm cau thì các bạn chú ý một điều là các bạn uống vừa phải thôi. Ví dụ một ngày các bạn uống một ly, một chén thôi. Các bạn không nên uống nhiều quá, bởi vì nó sâm cau thuộc hàng sâm. Khi mà uống nhiều quá thì nó lại không tốt cho sức khỏe. Các bạn uống vừa phải nó rất tốt. Theo nhiều phản ánh của khách hàng thì sâm cau này có tác dụng bổ dương tức thời. Nghĩa là khi mà ai bị yếu sinh lý uống sâm cau vào là nó rất là mạnh. Đó. Đó là một cái mà cái củ tác dụng của củ sâm cau này được rất là nhiều người lựa chọn. Và tất cả các loại rượu như là sâm cau này, rượu táo mèo chú hột, các bạn đều ngâm bách nhật, tức là 100 ngày cho mình, khoảng độ 3 tháng các bạn có thể sử dụng được. Các bạn cứ đổ rượu vào xong các bạn xoáy chặt, đóng kín. Như vậy là các bạn đã có một bình rượu sâm cau cực kỳ thơm ngon bổ dưỡng. Ví dụ một cái bình như thế này thì các bạn cứ đổ đầy rượu vào cho mình. Đấy. Nó vẫn chưa được
ngập lắm đấy, nó vẫn mới đến đây, rượu mới đến đây. Thì sau mình sẽ bổ sung rượu đầy đến tận cổ mình để rất đảm bảo cho cái việc là cái củ sâm cau này nó được ngập hẳn trong rượu đó. Đó, các bạn có thể lấy tay ấn cho nó chặt xuống đó. Như thế là các bạn đã có một bình sâm cau cực kỳ tốt cho sức khỏe đó, mà nó cực kỳ đẹp mắt.